Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Suzuki XL7 XL7 là mẫu xe 7 chỗ Giá chỉ hơn 500 triệu Suzuki XL7 có hai phiên bản để anh em lựa chọn Đó là XL7 bản tiêu chuẩn Và XL7 bản nâng cấp Đối với Suzuki XL7 bản tiêu chuẩn Thì đã hết xe 22 rồi Hiện tại bên em phân phối đều là xe sản xuất 2023 Còn đối với XL7 bản nâng cấp thì hiện tại bên em đang phân phối vẫn là xe sản xuất 2022 và cũng không còn nhiều màu để anh em lựa chọn và không có màu trắng anh em lưu ý cho em trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật chính sách bán hàng tại showroom bên em cho từng phiên bản Suzuki n 7 để anh em tham khảo và cân đối tài chính mời anh em cùng xem video mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên đó là Suzuki n 7 bản tiêu chuẩn xe sản xuất 2023 nhập khẩu nguyên chiếc tại thời điểm đầu tháng 10 giá xe đã giảm cho anh em và cụ thể giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 530 triệu như vậy là đã giảm thêm 10 triệu so với thời điểm tháng 9 vừa rồi đối với Suzuki L7 bản tiêu chuẩn xe Vin 23 thì bên em có đầy đủ màu để giao cho anh em tại thời điểm này ngoài ra sẽ tặng kèm anh em thêm những phụ kiện sau thứ nhất đó là gián phim cách nhiệt thứ hai đó là trải sàn da thứ ba đó là thảm để chân thứ tư đó là camera hành trình và thứ năm đó là nốt cốp với giá bán 530 triệu anh em chuẩn bị thêm một khoản chi phí đi đăng ký ra biển số và em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 624 triệu. Anh em đăng ký biển tỉnh áp 12% thuế thì sẽ là 604 triệu. Anh em đăng ký biển tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 592 triệu. Và anh em đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 612 triệu. Anh em lưu ý giá lăn bánh trên em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước như trên màn hình anh em đang xem chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những khoản chi phí ngoài theo yêu cầu đó là chi phí dịch vụ đăng ký xe đối với anh em mua trả thẳng thì anh em có thể tự đi làm thủ tục và không bắt buộc còn anh em mua trả góp thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói anh em lưu ý showroom của em ở hà nội anh em nào ở các tỉnh xa thì anh em nên cân đối cho em thêm những chi phí vận chuyển đi lại chính vì thế anh em nên tham khảo thêm những showroom ở gần địa phương của mình Xem là giá cả trên lệch có nhiều hay không Sau đó anh em cân đối Nếu giá trên lệch nhiều thì anh em có thể ra Hà Nội để mua xe Em sẽ hỗ trợ cho anh em Còn nếu mà trên lệch ít thì thôi Anh em cứ lấy xe trong showroom ở gần anh em để tiện đi lại Đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Với dòng xe Suzuki l 7 Anh em được vay ngân hàng tối đa là 80% giá trị xe So với một số những đối thủ cạnh tranh khác Thì mức cho vay của l 7 thấp hơn Các mẫu xe khác thì anh em có thể vay lên đến 85% nhưng XL7 anh em chỉ vay được có 80 thôi. Như vậy thì anh em sẽ phải chuẩn bị số tiền ban đầu tương đối cao, có nghĩa là anh em sẽ phải chuẩn bị 20% giá trị xe ban đầu kèm chi phí đăng ký và em cũng đã tính cho anh em mức chuẩn bị thấp nhất anh em cần phải có như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 200 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 180 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 168 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 188 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 7,4 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 80% giá trị xe. Cụ thể, đối với XL7 bản tiêu chuẩn v 23 này, anh em vay được tối đa là 424 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Anh em được hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên là khoảng 0,8% trên một tháng năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 1% và điều kiện để vay vốn anh em không nợ xấu ngoài ra thì anh em nào không chứng minh được nguồn thu nhập em vẫn sẽ hỗ trợ anh em vay ngân hàng được chỉ cần anh em không nợ xấu anh em nhớ cho em vấn đề này thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm anh em thoải mái lựa chọn thời gian vay theo nhu cầu của mình nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của em anh em nên vay gói vay dài để tiền gốc chia đều cho hàng tháng nó sẽ ít đi và sau 3 năm anh em có thể là trả bớt gốc hoặc tất toán khoản vay thì anh em sẽ không bị phạt còn trong 3 năm đầu, anh em sẽ bị phạt. Mức phạt sẽ lần lượt là khoảng 4%, 3% và 2%. Số tiền anh em trả, anh em lưu ý cho em chỗ này. Số tiền anh em trả, em lấy ví dụ, anh em trả bớt 100 triệu trong năm đầu thì banh sẽ phạt anh em là khoảng 4 triệu. Và năm thứ hai thì mức phạt là 3% thì có nghĩa là nếu anh em trả bớt gốc 100 triệu trong năm thứ hai thì anh em sẽ bị phạt là khoảng 3 triệu và sẽ tính lãi trên số gốc còn lại. Anh em nào chưa hiểu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn cụ thể chi tiết cho từng anh em để anh em hiểu và với gói vay tối đa 424 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,8 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu và lãi sau tháng đầu tiên là 3,4 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là Suzuki n 7 bản nâng cấp hiện tại bên showroom em bán là xe Vin 22 không phải xe 23 anh em lưu ý cho em và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 10 là 525 triệu như vậy là đã giảm thêm 5 triệu so với thời điểm tháng 9 vừa rồi đồng thời tặng kèm anh em gián phim cái nhiệt và thảm để chân chỉ tặng duy nhất hai phụ kiện này thôi ạ và bản nâng cấp so với bản tiêu chuẩn thì được trang bị thêm những option như là cam 360, sạc không dây và cánh gió cùng một số những phụ kiện khác với giá bán 525 triệu giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 624 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 604 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 591 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 611 triệu. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ban đầu ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 204 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 184 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 171 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 191 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản nữa đó là bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là khoảng 7,3 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Vì trả góp, anh em bắt buộc phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói nên những anh em ở các tỉnh xa, anh em mua trả góp ai em thì cái chi phí phát sinh tương đối là cao. Chính vì thế anh em nên cân đối và so sánh với giá bán tại showroom ở địa phương của mình xem là cái mức trên này có nhiều hay không. Sau đó thì anh em chủ động liên hệ với showroom nào mà anh em cảm thấy phù hợp nhất. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 420 triệu tương đương với 80% giá trị xe và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,7 triệu. Trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu và lãi sau tháng đầu tiên là 3,3 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Suzuki L7 tại thời điểm đầu năm 10. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.